Xin được kính chào các anh chị em và các bạn. Nếu như các anh chị em mà các bạn đang mong muốn sở hữu một chiếc xe gầm cao máy thoáng, giá rẻ, công nghệ ngập tràn, thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản Mazda, thì có lẽ Mazda CX-5 là một trong những cái mẫu xe mà quý anh chị các bạn đang cần. Đặc biệt là trong thời điểm chống dịch này, chúng ta rất cần những phương tiện cá nhân để có thể bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, người thân và bạn bè. Chúng ta có thể thấy thì trước mặt các bạn, đây chính là cái mẫu xe Mazda CX-5 sản xuất năm 2018, một cầu số tự động. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy xe này thì còn rất là rẻ, rất là đẹp, tiết kiệm đến khoảng tầm 300 triệu khi mà chúng ta mua một cái mẫu xe mới. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhá, tiết kiệm rất nhiều tiền khi mua xe mới các bạn ạ. CX-5 2.5 biển rất là đẹp, 30F 20366. Chúng ta có đầu DVD, camera lùi, cả miếng lùi, hai ống xả các bạn nhá, hai ống xả hết rồi, hai ống xả này đầy đủ hết các bạn nhá, hai ống xả, mâm xe này, năm chấu kép này, rất đẳng cấp, nhìn rất là đẹp, biển rất là đẹp các bạn nhá, biển cực kỳ đẹp. Rồi chúng ta sẽ vào để có thể trải nghiệm cái không gian khoang nội thất này các bạn nhá, trải nghiệm không gian khoang nội thất. Chỉ lái ô tô này, chỉ lái số 1. Đây là nhớ ghế này, nhớ vị trí lái này. Chúng ta có hệ thống ghế thì được nhớ ghế chỉnh điện, ghế chỉnh điện này, nhớ ghế. Các bạn nhìn nhé, ghế chỉnh điện, cả hai ghế trước thì đều được chỉnh điện các bạn nhé. Công nghệ đường ngập tràn này, cảnh báo lệch làn này, cân bằng điện tử này, idling stop này, ghế cốp sau chỉnh điện này, trên này có cruise control này, cruise control này, chúng ta có hai cái nút ấn engine startup này ở phần trên này này, rồi phần dưới này đều được này, cái tấm điều hòa tự động này, hai vùng độc lập này, màn hình hiển thị DVD này, màn hình này, ở dưới này thì có chế độ lái sport này, chúng ta có hộp số tự động 6 cấp và chế độ phanh tay điện tử auto hold. Đấy, gần như là nếu mà so với lại tất cả những cái mẫu xe SUV khác ấy, thì công nghệ của cái dòng xe Mazda CX-5 này nó ngập tràn hơn rất nhiều. Hệ thống đèn hoàn toàn tự động, gạt mưa tự động. Đấy, gạt mưa tự động các bạn nhá, Fortuner vẫn chưa có gạt mưa tự động các bạn ơi. Đây các bạn nhìn này, xe đi được có 18.794 km thôi, nhưng giờ giá là cửa sổ trời này, cửa sổ trời các bạn nhá. Đặc biệt hơn nữa cái loa ấy, đều được trang bị cái loa là loa Bose các bạn nhá. Các bạn nhìn này, loa là loa Bose nhá. Đây này các bạn nhìn này, loa Bose nhá, rất hiếm luôn ạ. Xe Mazda được trang bị loa Bose, cửa sổ trời này. Đấy, ghế thì đương nhiên rồi, còn rất là mới, rất là đẹp. Rất là mới, rất đẹp, chế độ lên kính auto nhá các bạn nhá. Đây, loa Bose này, quá đẳng cấp đúng không ạ? Rất hiếm có. Đây, chúng ta sẽ lên cửa cốp sau nhá, cốp sau chỉnh điện. Để xe đấy, để xe đấy, đừng để đấy nhá. Để xe đấy cho em ấy. Đây, rồi, quá đẹp đúng không ạ? Cốp sau chỉnh điện nha. Biển rất đẹp nhá, biển rất đẹp. Rồi, xe đường ngoài đô thị là 5,61 lít, trong đô thị là 10,32 lít và đường kết hợp là 7,35 lít. Tôi cũng về quê rất là nhiều lần trên cái chuyến xe CX-5 này. Thấy là cái chi phí nhiên liệu nó rất là hợp lý và rất là rẻ, đặc biệt là thời điểm này thì quá rất rẻ. Đấy, các bạn có thể thấy thì chúng tôi đang chào bán là giá là 880 triệu và giá này vẫn có thể thương lượng được. Nếu như quý anh chị và các bạn có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì hãy vui lòng gọi điện cho chúng tôi. Số điện thoại 0939063333. Và nếu như anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe đã qua sử dụng ấy thì hãy ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ tặng cho anh chị em mỗi người 15 triệu vào tài khoản cho quý anh chị các bạn khi đến ký hợp đồng mua bán tại showroom của chúng tôi. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.